Hai đứa. Lúc hai đứa gặp nhau bên xe sao gặp nhau đó bên sao, sao, nè? Sao 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 chắc con bị đúng không đúng con bị hả để con bị hai cái đồng tiền của anh á con lo con đi xe đò từ Sài Gòn về Cần Thơ mà một cái nắm tay không dám nắm để không khí con ở đâu nhưng mà dạng hơn làm cái khác nhưng mà dạng hơn làm cái khác làm gì nó nói đúng không đúng không chìa khóa cho anh ở đâu cái xong cái con đưa ảnh về phòng trọ ở xong rồi cái lúc con về cái ảnh không con ảnh không con rồi con có chống cự không không con thì bảo ngã còn ảnh con không biết con thấy ảnh chuyên nghiệp quá con thấy ảnh chuyên nghiệp quá cái món nhà là rồi rồi nhìn hấp dẫn quá dạ ôi ngon quá em đọc thử cái là gì nào bếp nhà Hini bếp nhà Hini Hi là bé này Ni là bé này rồi tụi con về chỗ ngồi đi hai đứa trẻ quá mà nụ cười cũng giống giống nhau nữa dạ. Cảm ơn món quà của hai đứa hai bánh tráng rất ngon cái này là nhà làm hay sao dạ, nhà làm nhà con làm xong rồi mình phân phối luôn dạ đúng dạ. Vậy hả? Mấy đứa ơi này gọi là bánh tráng hay là bánh phồng tráng vậy? Dạ bánh tráng xếp cốt dừa. Bánh sáng tráng ơi. Xếp cốt trời ngon quá. Đây nè, cái này nè, cái này hấp dẫn nè. Nó là gì? Dạ, mắm mắm mắm. Hơi thèm thịt luộc với lại là rau sống rồi ấy. Wow, thơm, thơm sấy. Ngon quá. Ủa nhưng mà là ai làm? Dạ mắm tép á thì là của mắm tép thẻ, mắm tinh chua đó cô là của mẹ chồng. Còn mắm mắm tép lông là của mẹ ruột. Mẹ vợ mẹ chồng là cùng phối hợp. Dạ. Bánh tráng là của ai làm? Dạ bánh tráng là xưởng của bác con làm. Bác luôn. Dạ. Còn cái thơm này sấy này nè. Cái thơm đó là của anh họ chồng con làm. Đại gia đình tập đoàn đại gia đình làm. Thôi bây giờ nè, mình giao lưu đi. Hai vợ chồng giới thiệu về mình đi nào. Dạ. Con giới thiệu con là tên là Đường Hi Ẻo. Hả? Khoan, dừng lại. Tôi làm gần 60 năm nay rồi tôi chưa thấy cái tên nào khó đọc như cái tên này. Đường Hi Ẻo. Dạ. Đặt tên Ẻo hả? Dạ tên chú Ẻo. Chú có thể hỏi cái nghĩa tên là gì không? Sao lại là Đường Hi Ẻo? Ủa có nghe nè, con là người Hoa hay là người dân tộc nào? Dạ con dân tộc Hoa. Người Hoa. Dạ. Nếu mà dịch qua tiếng Việt thì nó là gì? Dạ tiếng Việt là Đường Kỳ Diệu. Ồ Hi Ẻo là Kỳ Diệu hả con? À dạ. Hay quá ha. Đường Kỳ Diệu. Dạ Đường Kỳ Diệu. Đó. Chào bé Diệu. Năm nay bao nhiêu tuổi? Rồi làm nghề gì và sinh sống ở đâu? Con năm nay 30 tuổi. Hiện tại sinh sống ở Cần Thơ, quê thì ở Kiên Giang. À, con là vợ của Hi Ẻo. Dạ, con tên là Lê Thị Hằng Ni. Con nhỏ hơn chồng con tuổi. Con cũng đang sinh sống ở Cần Thơ, quê con ở Vĩnh Long. Cái lần đầu tiên mà gặp ảnh mà hỏi tên ảnh á. Dạ. Chắc là con ấn tượng lắm vậy, đúng không Ni? Dạ có. Con tưởng đâu là ảnh đặc biệt danh gì đó để cho kiểu nó lạ lạ. Tại vì lúc mà con biết ảnh là trên mạng từ qua một người bạn thân của con. Ảnh là bạn của bạn thân của con rồi sau đó ảnh theo dõi con rồi xong rồi ảnh kết bạn với con thì con thấy cái tên lạ quá. Con cũng không biết sao mà hai đứa nhắn tin qua lại với nhau. Cái con cũng hỏi về vấn đề tên của ảnh tại vì con cũng thắc mắc giống như cô Vân với chú Thịnh vậy đó. Con có gọi là anh ẻo không? Dạ không. Lúc đó thì chỉ xưng hô là anh em thôi. Rồi sau đó là ảnh chụp nguyên chứng minh gửi con luôn. Bình thường tụi con gọi là anh ẻo hay là anh Diệu? Dạ anh Hi. Tại vì ảnh giới thiệu với tất cả mọi người cũng là tên Hi để mọi người dễ kêu. Dạ. Nghe nó cũng dễ thương mà mặt con ẻo nó nhìn cũng rất là vui nữa. Làm sao cái lại kết cô bạn này ở trên Facebook mà vào bữa đó cũng tình cờ là bạn của con cũng là bạn của Ni có đăng cái bài gì đó rồi thấy vô tiện nó hiện bình luận của Ni lên rồi con thấy tên Ni nó cũng lạ với lại coi avatar cũng dễ thương cho nên vô trang cá nhân con coi rồi con kết bạn luôn. Tụi con nói chuyện với nhau cũng khoảng tầm một tháng là cứ nhắn tin qua lại thôi. Lúc đó tụi con ở Vĩnh Long với ở Kiên Giang và con làm ở trên Sài Gòn còn con thì đang học ở Cần Thơ. Khi mà anh này ảnh kết bạn với con rồi con nhìn cái avatar của ảnh á là con có kết ảnh liền không? Con chỉ thấy bất ngờ và thấy tò mò với cái tên thôi. Cái tên nó ấn tượng hơn cái mặt. Bạn này là thích cái mặt. Con cũng vô trang con coi thì con thấy ảnh hay quay mấy cái clip lưu lại hành trình của mình á. Rồi ảnh đi quay này kia nọ con thấy cũng dễ thương với lại là con cũng mới lúc đó con mới suy nghĩ là ảnh đặt một cái biệt danh gì đó để cho lạ với mọi người đó. Rồi ảnh nhắn tin với con thì sau ngày hôm sau con mới trả lời nhưng mà con không biết tại sao con lại trả lời nữa. Hai anh em nói chuyện với nhau qua lại rồi con thích ảnh ở cái chỗ là kiểu là mình chỉ vừa thắc mắc về cái tên thôi mà ảnh lại chụp nguyên cả cái chứng minh nhân dân ảnh gửi qua cho mình coi luôn. Người thật thà. Dạ dạ. Mà ảnh nhắn tin con là ảnh nhắn cái gì vậy? Câu gì con còn nhớ không? Tin nhắn đầu tiên là ảnh nhắn cái sticker mà mặt cười mà có cái trái tim nhỏ nhỏ. Tôi nhắn một cái đó thôi. Dạ. Rồi qua ngày mai con mới trả lời. Dạ thì con trả lời lại cười vậy luôn. Dạ thì con trả lời lại cười vậy luôn. Có lại luôn hay không? Dạ. Rồi đứa nào mới bắt đầu bằng ký tự? Dạ ảnh.
Rồi nó nghe này nhắn tin qua lại vậy là một tháng mới gặp mặt ở ngoài đời đúng không? Dạ. Vậy là gặp ở Cần Thơ hay gặp ở Sài Gòn? Dạ gặp ở Cần Thơ. Dạ Bến Xe. Ồ, con ra đó. Dạ đúng rồi. Sao con? Dạ bữa đó thì con làm cái toán ở trên đây. Rồi thứ bảy chủ nhật con rảnh thì con quay con về con đi quay vlog này kia. Rồi bữa đó con có về Cần Thơ. Con nhắn Ni ra hẹn Ni ra gặp mặt. Thì con đi xe khách về. Ni thì chạy học ở Cần Thơ nên chạy xe máy ra rước con. Rồi hai đứa gặp nhau bến xe sao gặp nhau đó sao nè sao nè đó. Chắc con bị sáng tác. Con bị hả? Tại con bị hai cái đồng tiền của ảnh á. Lúc nhắn tin là con đã thấy ảnh thật thà rồi đó. Rồi sau đó lại thấy cái nụ cười của ảnh, xong rồi ảnh lại cười hai cái đồng tiền ra nữa. Cái con kiểu mến á, thân thuộc sao á. Còn Hi thì sao? Lúc Hi gặp Ni á thì Hi có bị sấm sét không? Dạ cũng có. Hỏi sao nào đâu cỡ nào đâu nói nghe coi. Gặp cái Ni cười đôi mắt biết cười á cô. À. Đứa cái mắt một cái đôi mắt lãng mạn dễ sợ. Đúng rồi. Rồi xuống Cần Thơ rồi cô ấy có đưa đi chơi này nọ được không? Dạ đó thì hẹn ra rồi hẹn ở chỗ khu dân cư, chỗ đó cũng tới tối ở bãi. Ở chỗ gần mé sông á, rồi hai đứa đi uống nước mía, ăn nước mía ăn bò biển chiên. Đó. Dạ. Bắt về hẹn chỗ tối. Tại tối dễ nói chuyện lãng mạn. Mà chỗ đó cũng đông người cái quán đó cơ. Dạ. Con cũng bất ngờ. Tại vì thường thì ở Cần Thơ con cũng ít đi đâu chơi lắm. Tại vì chủ yếu con lên con học thôi. Xong rồi cái tự nhiên ảnh thì ảnh từng học ở Cần Thơ rồi, ảnh mới lên Sài Gòn ảnh làm. Xong ảnh rủ con á là đi qua cái khu dân cư đó, có cái chỗ quán cà phê gần bờ sông. Thì con đi theo thôi, con cũng không biết nữa. Xong rồi qua bản xe thấy nó tối thui thù lùi. Con cũng đi đại coi là ông này cũng có ý gì. Nhưng mà thật sự ra là anh không có ý gì hết trơn á. Anh cũng không có nói gì nhiều hết trơn á. Anh chỉ nhìn con thôi. Con nắm tay không? Dạ lúc đó thì không có nắm tay, mà anh có cái hành động là anh hay vuốt cái chén rồi vậy đó. Em không có bay đâu, giả bộ đụng như chạm chạm vậy đó. Sao con chạm chỗ khác, con chạm trên cái chén của người ta chi vậy? Con cũng không biết á, đi nói chuyện cái con thấy dễ thương á. Dạ thường cái tâm lý á, muốn là cô ghệ đó cái hay giả bộ dán tóc rồi dán tóc mai rồi là chỉnh áo rồi đó mà con không dám nắm tay luôn á. Dạ. Không lao con đi xe đò từ Sài Gòn về Cần Thơ mà một cái nắm tay không dám nắm. Dũng khí con ở đâu? Nhưng mà dạng hơn làm cái khác. Làm gì nó nói nó hung đúng không? Ảnh nói gì đi uống nước về thì không có chuyện gì xảy ra hết. Xong rồi cái con mới đưa ảnh về, tại vì á con có thêm một cái phòng trọ. Rồi xong sau đó là con qua con ở chung với nhỏ bạn thân của con gần đó. Xong cái phòng trọ con chưa có tới thời hạn trả nên là con để trống. Xong rồi con mới nói với ảnh là thay gì thì anh đi thuê ở ngoài á thì tốn chi phí, thì bây giờ em đưa chìa khóa cho anh ở đây. Cái xong cái con đưa ảnh về phòng trọ ở, xong rồi cái lúc con về cái ảnh không con. Trời ơi, rồi con có chống cự không? Không. Không, ảnh bất ngờ rồi con cũng bất ngờ luôn. Chứ không phải kiểu là một nụ hôn sâu đậm gì hết. Chỉ là nhẹ một cái thôi. Nhưng mà hôn lên má hay hôn lên môi? Hôn lên môi. Ừ, trời ơi, ta nó nắm tay, ta không dám nắm, ta đã bị huốt rồi. Giờ hôn được, hôn sát qua cái môi, cái má làm chi vậy trời? Cố tình hỏi, để cho nói cho để thú nhận đó hả? Nói dạ. Rồi qua bữa sau là tới gì nữa? Dạ, bữa sau ảnh về Sài Gòn. À, đi về rồi. Dạ. Là đó là lần chạm môi đầu tiên. Dạ. Dạ. Giống như là đóng một cái dấu ấn vậy đó. Dạ. Bao lâu mới quay xuống Cần Thơ nữa? Khoảng một tháng sau là con tỏ tình luôn. Tại vì Ni đưa chìa khóa phòng cho con thì con về bất ngờ, con vô phòng rồi con sắp xếp tạo hình trái tim đèn cày rồi đó. Rồi Ni đi học về cái con giả bộ con nói anh quên đồ đó, em qua lấy đồ giùm anh. Lãng mạn cái này lãng mạn nha. Rồi Ni bước vô thấy gì nè? Dạ bất ngờ lắm chú. Mình vô thì cửa vẫn khóa ngoài bình thường. Đó là ảnh trốn ở bên ngoài á, góc nào để ảnh quay hình lại. Con tưởng đâu như mọi lần thì ảnh về thì ảnh quên đồ gì đó. Thì ảnh nhờ con lấy để gửi xe lên cho ảnh. Thì con mở cửa ra thì con thấy nè, là nến, rồi hoa, rồi bánh kem, rồi đèn cày gì tùm lum la, trái tim đồ. Bước vô kiểu bất ngờ là con biết là ảnh đang tạo bất ngờ cho con rồi. Xong rồi cái ảnh từ phía sau bắt đầu cái ảnh vô, ảnh quay hình lại. Rồi xong bắt đầu ảnh tỏ tình. Tỏ tình nói sao? Lúc đó chắc con cũng run quá hay sao mà con cũng không nhớ. Đại khái là ảnh nói là làm người yêu của anh nha. Rồi xong rồi cái con gật đầu luôn. Ghi á, nó hay ghê. Có nghĩa là tự nó sắp xếp không quay. Quay đúng không? Quay vô quay rồi tỏ tình là có là gì hay sao? Con đặt hai máy, một máy là con cầm đây để con đi vô. Rồi xong kia là máy vừa đặt sẵn trong phòng. Tới bước nữa nè, tỏ tình xong bé Ni nó đồng ý rồi là phải hung chứ. Đi ra tỏ tình xong là phải hung chứ. Dạ. Rồi vừa hung vừa cầm máy luôn. Dạ không, lúc đó là con bỏ cái máy trực tiếp. Tại vì nó còn cái máy kia. Máy kia. Máy góc tròn. Cái máy kia nên giữ. Đúng dạ. Không? Rồi sao cái nụ hôn nó kéo dài không? Dạ cũng kéo dài. Rồi tối hôm đó ngủ ở phòng trọ luôn đúng không?
Dạ ngủ đó không chọn. Ngủ mình hay hai mình? Ngủ mình. À đúng rồi, ngủ mình. Ni ni về bên bạn đi, ni ngủ. Để cho nhỏ sau khi tỏ tình xong hụt hẫng luôn hả? Là thằng nhỏ nó nằm ngủ bên mấy cái nến và mấy cái bông hồng. Ờ, nằm ôm gối chiếc vậy đó. Nhưng mà thực sự là con có ngủ được không? Bé ni con có ngủ được không? Hay là cũng thắt thỏm mấy lần là tính bước đi qua nhưng mà xong lại thuộc về? Dạ không, thì con không có thắt thỏm mà muốn bước đi qua, nhưng mà kiểu là cái tâm trạng á, cái tâm trạng đó làm cho kiểu mình không có ngủ được, mình cứ phải suy nghĩ này kia. Mình lên cái con không sao? Thể nào ngủ được nè, ông này cũng không ngủ được luôn. Không đi có thể ngủ đó, phải mệt. À rồi sau đó thì là cái lúc khi nào thì hai đứa về ở chung? Dạ lúc đó là năm 2019. Là dịch đúng không? Dạ đúng rồi, gần dịch. Đợt con vừa ra trường xong, con đi làm ở, con về quê làm, về Vĩnh Long làm. Thì con có thuê trọ, tại vì cái chỗ làm của con nó rất là xa nhà. Ảnh cũng Sài Gòn, ảnh cũng lên xuống ảnh thăm vậy đó. Hôm đó là ảnh về thăm rồi xong cái ngày mà ảnh định lên thì lại có chỉ thị 16 là cấm không có được đi đâu hết. Xong rồi cái ảnh ở yên với con luôn, sống chung luôn. Ảnh thì về Vĩnh Long nên là công việc ở Sài Gòn là ảnh bỏ ngang luôn. Rồi con ở đây, con làm mới ra trường, con làm lương tháng không có nhiêu trơn á. Rồi lúc đó ảnh uống sao? Ba mẹ con gửi đồ lên. Rồi mẹ cha hai bên có lo lắng cho cái việc hai đứa ở chung với nhau không? Dạ lúc đó thì con không biết là ba mẹ con có lo lắng hay không, nhưng mà tại thời điểm đó thì ba mẹ không có la và cũng không có nhắc gì vấn đề đó hết. Kể cho chú nghe coi cái ngày đầu tiên đó bắt đầu ở chung với nhau nó có một cái sự tại về không tuổi. Đó dạ, tại ở chung phòng á có một giường cho nên là sẽ ngủ chung. Dạ ngủ chung thì chuyện gì tới nó tới con thì bỡ ngỡ, còn ảnh con không biết. Thấy ảnh chuyên nghiệp quá. Thấy ảnh chuyên nghiệp quá. Nhưng mà nói chung là hòa hợp đúng không? Dạ nói chung là hòa hợp. Dạ đó. Rồi bao lâu thì các con mới cưới nhau? Dạ con mới cưới hồi tháng 5 năm rồi. Bây giờ lên tới cái phần ấy đi. Đúng rồi, cái phần sau đi, cái phần đó về sống chung một nhà rồi đó. Dạ. Đến cái phần khui tật xấu đó. Cái tật gì mà con chịu không nổi á? Nói về tật xấu của ảnh thì có cái tật này con cũng không biết gọi là xấu hay không nữa, kiểu là ảnh hay đánh lắm. Dạ kiểu là đang ở trong cái phòng kính và anh kéo cửa lại, xong bắt đầu chỉ có hai chồng thôi là ảnh bắt đầu ảnh bùm đó. Hoặc là khi mà ảnh chuẩn bị anh bước ra khỏi phòng anh đi ra ngoài á, xong bắt đầu cái ảnh bùm cái xong ảnh đóng cửa lại anh đi ra ngoài anh để con trong. Con la làng. Còn gì nữa không nè? Có những lúc ảnh cần nói thì ảnh lại không nói, còn có những lúc ảnh không cần nói thì ảnh nói quá nhiều, cứ ngay á chọc con á, kiểu mà chọc con đến khi nào mà con tức lên là ảnh vui. Còn có những lúc mà hai vợ chồng đang có một cái mâu thuẫn gì đó để mà cần giải quyết á thì ảnh im lặng, con ngồi nói mình lên à. Nhiều khi ảnh không nhìn mặt con luôn, con bực cái con càng ngày càng lớn tiếng hơn, càng nói nhiều hơn để cho ảnh ảnh có thể giao tiếp ngược lại với con, nhưng mà không. Nếu không mà ngoài nhìn vô là thấy là mình là coi như là lỗi không đó. Đúng không? Dạ. Con mong ảnh thay đổi điều gì? Đó. Dạ con mong ảnh là có gì thì nói. Với lại con không có thích kiểu là khi mình giao tiếp với một người mà người ta lại không tôn trọng mình, người ta không có nhìn mình, người ta không có gọi là tương tác với mình á. Dạ tại vì lúc đó con nếu mà con nói lại thì vợ con sẽ càng nói nhiều hơn nữa, cho nên là con đợi xong rồi con mới nói. Đó là cái vấn đề không phải nói lại, mà giờ vấn đề là con phải nhìn nó. Nhìn. Đang muốn con phải kệ nó, cứ nhìn đi mà im. Thế con đó. Vợ con có những cái tật xấu gì nè? Nhà con thì thứ nhất là hay ngủ nướng. Ngủ nướng. Dạ. Kêu có dậy không? Kêu nhiều lúc nói chung là hiếm lắm mới dậy. Nướng mấy giờ? Nướng khi trung bình là 10 giờ. Trời ơi, ngủ nướng. Rồi tiếp tục. Thứ hai là hay càm ràm lớn tiếng. Lớn tiếng sao đâu? Lớn tiếng sao đâu? Con thử con tả lại coi. Có vấn đề gì là Ni bực bộc lộ cảm xúc liền luôn. Giống như hồi nãy là tranh luận gì đó, nhưng mà con thì con thấy giống như là cãi lộn hơn. Chứ không phải là tranh luận. Con làm cho người ta ngộ nhận là con đang gây lộn. Dạ. Cho nên người ta né cái mắt đi tao dòm con. Dạ. 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 Người ta im lặng. Nhìn quá tưởng trừng mắt. Dạ. Chứ lỡ mà nhìn vậy cái tụi nó trừng mắt tôi hả? Trừng mắt tôi hả? Rồi. Dạ. Có nghĩa là hay lớn tiếng. Con muốn đi thay đổi điều gì hả con? Có gì thì nói nhỏ nhẹ hai bên giải quyết vấn đề thôi. Đúng rồi. Dạ. Rồi thứ hai á là dành nhiều thời gian, ví dụ như ngày ngủ 7-8 tiếng là vừa đủ để buổi sáng có thể thể dục thể thao, hoặc là dành thời gian nhiều hơn. Dạ. Dạ. Có nghĩa là bớt nướng lại. Dạ. Đúng không? Ủa hai đứa là có em bé chưa? Mà được 3 tháng. Ba tháng mà nó mỏng tanh vậy đó. Như vậy là sẽ có rồng con xuất hiện trong trời gia đình. Dạ. Dạ. Chú với cô Vân chỉ chúc cho hai đứa, đặc biệt là con, đến ngày khai hoa nở nhụy. Dạ. Để tròn con vuông. Dạ. Mọi thứ đều tốt đẹp hết. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng buôn mai bán đắt. Dạ. Và dạ, cuộc sống luôn rộn rã tiếng cười. Dạ. Rồi, cảm ơn các con. Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn cô. Là Nguyễn Thành Quyên, em 25 tuổi, hiện làm giáo viên. Giáo viên cấp mấy? Dạ, em làm giáo viên cấp 3. Thế còn bên này? Em tên là Văn Liên Hòa, nay là 28 tuổi.
Thì nghề nghiệp của em là công an. Công an luôn. Dạ. Ôi, chương trình mình hôm nay là này được chúng ta gặp hai chú công an. Hai người gặp nhau thì trong trường hợp nào? Năm lớp 11 em có tham gia công tác xã hội thì lần đầu tiên em về em gặp ảnh là em đi mùa hè xanh. Thì lúc đó là ảnh cũng nằm ở trong ban đón tiếp tụi em thôi, cũng không ấn tượng gì. Thì sau đó 3 năm là lúc đó em học đại học năm thứ 3 thì em có quay về một lần nữa vào dịp Trung thu để em phát quà cho các em thiếu nhi ở dưới Long An á chị. Thì em là trưởng nhóm bên này còn ảnh là trưởng nhóm đón tiếp của bên kia. Chỉ nhớ là lúc trước là ảnh ốm nhách, còn lúc mà sau này gặp lại thì mập ra, mặt mày bặm như trợn, nhìn không có một nụ cười, nhìn rất là đầu. Nhìn mặt chồng em mặt hề nhất luôn nè. Mặt hề dễ sợ. Mặt hề không tuôn. Sao mình chị đang công nhận không? Mặt rất là dễ mặt thương. Mặt như dễ thương nè. Mặt như mèo mái Doraemon. Nó rất là vui tính không? Ủa nhưng mà nè, lúc đó là do cái tính chất công việc cho nên là em nghiêm nghị hay là do bản tính em? Nói chung là nếu mà người mà không biết, không hiểu về em á thì thấy em thì rất là khó tính. Trong công việc thì em rất là khó tính, còn ở ngoài giao tiếp với xã hội thì nói chung là em cũng hòa đồng như mọi người thôi. Nhưng mà nè, cái ấn tượng ban đầu của em về cô gái này lúc mà đi xuống mùa hè xanh đó là như thế nào? Vợ em đen, thứ hai nữa tóc quăng quá lùng. Ủa tóc quăng mà lùng? Bây giờ đâu có đen nữa ha. Ủa nó ngày nào bây giờ có em bé chưa? Dạ có rồi. Chắc sinh ra trắng phải không? Dạ. Dạ tại lúc đó em đi hoạt động xã hội nhiều quá nên em đen á chị. Mà em có để ý không, cái chương trình mùa hè xanh á tạo nên rất nhiều những cái cặp đôi vợ chồng nha. Họ gặp nhau trong cái chương trình nó nhiều lắm á. Rồi nè, bây giờ hỏi thật nha, ai là người cưa đối tượng trước? Lúc mà vợ em về rồi á thì có nhắn tin hỏi có để ý ai trong đoàn không? Thì em nói là không để ý ai hết, chỉ có để ý bà Mai thôi. Thì từ vậy nhắn tin qua lại rồi yêu nhau lúc nào thì... Là bà Mai là bà này đó hả? Dạ, lúc mà trước khi em về thì em có nói ảnh là em về dẫn về rất là nhiều bạn nữ dễ thương mà chưa có người yêu. Thì anh có thích bạn nào thì đem làm Mai cho. Thì đến chừng về cái anh nói không, anh không để ý ai hết, anh chỉ để ý bà Mai thôi. Lúc đó cái cảm giác nghĩ nè? Cảm giác cũng vui vui nhưng mà cũng có phần đắn đo. Tại vì ở xa quá, không biết là sau này sẽ gặp khó khăn gì. Rồi đến khi nào em chủ động tấn công cô này? Sau một tháng thì em mới chủ động em tấn công. Tại vì mới lúc đầu thì nhắn tin thì nói yêu thôi, nhưng mà sau một tuần lễ thì em tính cái khoảng cách rồi này tính này nọ giữa công việc với việc làm nữa, thì em nói là chủ động em chia tay. Sao em á? Dạ đúng rồi, tại vì em suy nghĩ so sánh giữa hai bên gia đình là có mình em con trai thôi, rồi bên vợ em thì có mình vợ em là con gái với mà có đứa em gái nữa thôi, thì em thấy khoảng cách xa quá nên em chủ động em chia tay. Khi mà ông xã em nhắn tin là chia tay vậy đó thì là em có đồng ý chia tay không? Lúc đó thì em cũng thật sự là thích ảnh, bởi vì là trước giờ em cũng chưa quen ai mà là ảnh giống như cây tùng cây bách, em vừa nhìn thấy là em cảm thấy đây là bờ vai để cho em dựa. Cái lúc đó sau khi mà ảnh đòi chia tay với em á, em có chịu không? Em không chịu, nhưng mà ảnh cứ nhất quyết chia tay. Thì trong cái một tuần chia tay đó em cũng rất là buồn. Thì cái tuần đó em thi ở trường thì em rất hết hai môn. Tại vì buồn quá mà. Dạ buồn quá thì bạn em nó cũng khuyên là cũng mới có mấy ngày thôi, đâu có gì đâu sâu đậm mà sao mày buồn dữ vậy. Cái xong rồi cái tự nhiên một ngày nhận được tin nhắn của ảnh, cái anh đề nghị là quen lại. Thì là có anh gặp em. Coi như là chủ động chia tay xong rồi chủ động cua lại. Dạ dạ. Một mình ơn em hết đó chứ không ai đầu dây nối nhờ. Anh hỏi là cái em đang lo về cái vấn đề cái khoảng cách. Vậy thì mỗi một lần mà gặp nhau thì như thế nào? Nói chung là tụi em ít có gặp nhau lắm, một tháng thì gặp nhau khoảng chừng 2 lần thôi. Là tại vì công việc của em sắp xếp rồi, công việc của em được em mới đi. Rồi gặp nhau một lần như vậy gặp lâu không? 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng. Chị hỏi là có khi nào mà vì cái lý do đó lại tiếp tục chia tay nữa không? Dạ thì cũng có chị, thì lần thứ hai là quen cũng 1 năm thì em mới khuyên ảnh là thôi bây giờ anh học đại học đi để chuyển công tác lên thành phố cho nó dễ, chứ ở dưới thì em không về. Tại vì ở trên này gia đình em cũng đơn chiếc, ảnh nhất định không chịu lên thành phố. Thì cái như vậy em mới tức quá, em là người chủ động chia tay. Rồi lúc đó em chịu không? Chia nhà tay được 2 ngày vợ em chủ động nhắn tin lại cho em đồng ý. Cũng vậy nữa đó, đó. Một coi như là hai chồng bên nào chủ động chia tay thì bên đó chủ động làm huề. Tụi em lấy nhau được lâu chưa? Lấy nhau được 21 tháng chị. 21 tháng rồi vẫn cứ ông ngâu bà ngâu vậy đó. Dạ. Hả? Rồi có tuổi thân không? Dạ cũng tuổi thân lắm chị. Có chia sẻ với chồng không? Dạ thì cũng có chia sẻ rồi, cũng khóc một mình. Khóc mình rồi nghe. Dạ. Thương gì đó. Rồi bây giờ thì cái hướng khắc phục là như thế nào? Nói chung là hàng ngày là em cũng sáng từ là Long An lên đây, những ngày mà em không có trực đêm á thì em ở đây là 2-6. Dạ còn thứ bảy 3-7 em đi học á, xong rồi em về dưới tối trực đêm. Cực quá. Rồi ví dụ như chồng em làm nghề này em có lo không? Dạ lo chị.
ảnh cứ thường xuyên đi và tắt điện thoại, thì có khi là 2-3 ngày em không liên lạc được. Em có biết là mỗi một lần em đi công tác và em tắt điện thoại là vợ em lo sợ đúng không? Tại vì cái ngành của em, tụi em thì cũng không có nói được. Nhiều khi tụi em đi thì tụi em nói nhà đi công tác thôi, giờ khóa điện thoại thôi. Em có đồng cảm với cái việc mà vợ em lo lắng cho em không? Nói chung thì vợ chồng mà ai cũng chẳng như vậy hả chị? Tại vì đi thì phải biết là chồng mình đi đâu làm gì. Chứ tự nhiên biệt tích mà 2 ngày mà không liên lạc được chịu không nổi rồi thì. Dạ dạ. Về nhà rồi có phát hiện ở vợ mình có tính xấu gì không? Tính xấu của vợ em là cằn nhằn, kể cả ngủ cũng cằn nhằn. Ủa ngủ mà cằn nhằn là sao? Dạ là ảnh về ảnh cứ thả xuống ảnh ngủ. Thì anh chị thấy vợ chồng em đâu có gặp được bao nhiêu thời gian. 9 giờ tối anh mới đi học về. Thì em với ảnh lay quay cho lo cho con xong cũng 11, 12 giờ. Thì muốn có thời gian nằm vợ chồng nói chuyện chút thôi, em lo cho con xong quay qua ngủ mất tiêu. Có lý do đó nha. Là cầm ram đó. Dạ, là có lý do đó nha. Có nhiều khi mà mình gặp chuyện buồn ở trường hay là có chuyện không vui cần chồng chia sẻ thì cũng ngủ mất tiêu. Có gì cũng hồi mai nói đi em mà mai đi về mất tiêu rồi, lấy dầu nó. Ở ngoài ra còn gì nữa không cưng? Dạ hết rồi. Trời, chỉ có cái đó thôi. Có nhiêu thôi hả? Tại vì em nói thiệt với anh, là vì giấc ngủ của em đó em rất cần thiết, nên mà lúc mà đang ngủ vậy đó mà mình ngủ sai rồi cứ nói hoài cằn nhằn hoài thì nhiều lúc em bực tức thì xảy ra mâu thuẫn gây nhau. Cái vấn đề đó thôi. Lớn nhất là gì đó vậy? Cái tính của em á thì nói chung là không có lãng mạn, và những ngày lễ á em không có tặng quà, mà chỉ nghĩ là về với gia đình là ngày đó về gia đình chở vợ đi ăn thôi. Từ đó đến vợ em á so sánh bạn bè này nọ, người này có quà người kia không có quà đó, thì cái đêm về ngủ cằn nhằn vậy. Em muốn chồng em thay đổi gì? Quan tâm đến vợ hơn, rồi quan tâm đến các ngày lễ chung của hai vợ chồng, rồi đừng có làm cho vợ tủi thân nữa. Tại vì em đi làm thì mấy cô trong trường cũng được chồng tặng này tặng nọ rồi đem khoe. Em thì không có gì, ngay cả một cành bông em cũng không có. Từ lúc mà yêu nhau giờ là em đã được chồng em tặng một món quà gì chưa? Dạ, được tặng một lần duy nhất là một cái giỏ bông có 5 cái bông hồng là ngày 14 tháng 2 năm gần cưới nhất chứ chị. Nếu mà có một điều ước á, là em muốn chồng em sẽ tặng em cái gì? Em muốn tặng hoa chị. Trời, cái điều đó có vượt quá sức của em không? Dạ không rồi chị. Mà chị hỏi em nè, có bao giờ mà em nghĩ là vợ em á, cổ làm vợ mình á, cổ có những cái hy sinh, những cái thiệt thòi so với những người vợ khác không? Có chứ chị, thì cũng nhiều lúc em cũng có suy nghĩ chứ chị. Tại vì cái ngành của em thì đi tối ngày, không có thời gian bên vợ bên con. Thậm chí mà con bệnh cũng không có thời gian mà chở con đi khám bác sĩ nữa. Thì từ đó em cũng suy nghĩ, cũng thông cảm cho vợ em. Mà thực ra cái vấn đề đây không phải là vấn đề thời gian em dành cho vợ nữa, mà cái lo lắng nhất của cổ á, là cái sự an toàn của em. Dạ. Tại chị hiểu được cái điều là khi mà không có chồng mình bên cạnh, lúc nào mình cảm thấy bất an, nhất là lại không liên lạc được bằng điện thoại nữa, thì cái thời gian đó là một cái thời gian mà sợ hãi nhất, mà lo toan nhất của cái người vợ. Cho nên về phía ông xã đó, thì ông xã cũng ghi nhận cái điều đó, để mà ông xã làm những cái điều mà vợ mình mong muốn, lãng mạn chút xíu. Hoa thôi mà đâu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng ngược lại thì em cũng phải ủng hộ và thông cảm cho chồng em. Thực ra những người làm cái nghề này, công an là một, bộ đội là hai, là những người mà mất nhiều hơn là được. Bây giờ cứ suy nghĩ một cái đất nước mà bị thiên tai bão lụt, lúc nào cũng thấy là bộ đội trước, rồi có cái chuyện gì mà nguy hiểm nhất về mặt tính mạng mình là cũng là công an chứ ai. Cho nên là khi nào mà mình được ở gần nhau á, mình còn là vợ chồng, còn được sống với nhau, mình phải trân trọng hết sức và mình yêu thương nhau. Chị rất là ngưỡng mộ những người vợ của những người công an á, tại vì họ hy sinh, họ thắt thỏm rất là nhiều. Nhưng ngược lại á, thì nếu mà lấy một người chồng công an á, thì mình cũng phải thực sự hiểu cho ảnh. Và khi nào có thời gian bên ảnh là dành tất cả những cái gì mà cần thiết để bộc lộ là mình thương chồng, mình lo cho chồng. Chứ cũng bớt đi cái sự cằn nhằn, càm ràm đi. Tụi em hạnh phúc nha. Còn em á, anh chỉ em cách thôi. Anh biết có thể là em ngại ngùng khi mà cầm một bó hoa tặng cho vợ. Có cái đúng rồi, đó. Ngại. Bản thân anh cũng vậy. Anh chỉ em một cách đơn giản lắm. Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho chỗ mà đặt hoa đó, mang hoa đến kèm theo một mấy câu nào đó, ví dụ như chúc vợ một ngày vui vẻ, một cái ngày kỷ niệm nào đó. Đơn giản lắm em. Và ở đây thì cũng chỉ nói điều là tất cả các chú rể, nếu như ngượng ngùng mình cầm bó hoa, cầm một món quà tặng cho vợ mình, hãy liên hệ Quốc Thượng, Quốc Thượng sẽ chỉ cho chiêu. Dạ. Con ngồi sát vô. À đó, dạ. Anh chồng thì nhìn giống như là người Hàn hay là người đó, nhìn như Nhật người hay gì đó. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Các con em.
em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm gì? Dòng hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt, cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Yeah, hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 rồi. Rồi bây giờ kể cho chương trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe cái... là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình luôn, sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng không, là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về, chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn, mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế. Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng, hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi vậy. Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt.
quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin. Đó. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Bởi vì nói thật là... Rồi. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng... từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông ấy rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. À? Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất
quản rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi, nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón, đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng hôm sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng hôm sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao? Hôm đó là bố biết rồi, bố gọi điện ạ. Lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Đúng là tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm. Và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo một cái truyền thống của gia đình Công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng được 1 tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc khi có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À thế em là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế không cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế thực. Vâng. Sự tất cả những phụ làm nữ bính suốt. Ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè, nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ.
Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà mà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là lắm sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. À. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á, là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng, xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình đó. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á, nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của Minh là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của Minh không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý, em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Em có. Trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra về thì mình thực đó. Ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ có mẹ nói. Giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình.
Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại đây tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. À, hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam, đang Việt Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính. Và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tối này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất không. cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là chứ. Cho nên em là... khen về những người phụ nữ tuổi đấy vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Dở Trang qua chương 2. Cái Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó, nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu. Và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả. Nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy, không con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có, mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó, mới thôi. Thì lười là tật xấu nhưng mà vừa mới nói... Đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi, nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười ở đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè, không, mình phải dạch lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi gì cũng đấy, có thế luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có ạ, khó ăn lắm ạ. Nhưng đó, mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... em muốn, mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó... Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa bởi vì những năm qua Covid và khó sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Kìa, rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn.
trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ rồi bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó, ôi này khó chia sẻ quá. Chồng cái gì chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm, em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này, nói hoài, nói thế nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ, cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái mới càm ràm, đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, tức là em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói lại. Đã thế tôi không làm. Đấy tại rồi. Vì nói lại là nói nó thì... sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào nói mình cũng đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình cũng đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi, coi như chết. Mình không nghe thấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà ghen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi ôi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng. Nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng, nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu. Ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Không. Ví dụ như không. Lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ. Mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ. Trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin. Chưa bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con. Nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ. Cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm. Và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông. Nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề rất là cái này dài. Nó tỷ lệ nghịch không lắm nói thì, luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao ông làm? Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói những chồng em làm đi ạ? Nhắn tin. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là... Bạn này là năm nay bạn sinh năm 96, đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái... Gọi là bạn không phải
không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi, và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn, chứ đâu phải là với một ai đâu. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi, em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó nha. Em khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Tại sao vợ mình cũng như mình? Cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi. Thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm, thương con. Thương mẹ đấy lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chê phi đó. Y như thế. Xin cảm ơn hai vợ chồng nha. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội sẽ đến với Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội.